chào mọi người, con chào quý vị. Con tên là Võ Trần Bất. Hôm nay con đi thi các sát danh hà. Con mừng lắm, con được gặp chú Trường Gia, chú Trấn Thành. Mọi người nhớ ủng hộ con nha. Vùng lá me em tên là Zep, em đến từ Gia Lai. Mình vừa mới thi xong phần thi của mình. Tại vì lên rung quá, mình quên hết kịch bản luôn. Mà cái vòng đầu tiên mình cũng vui, cũng làm cho ban giám khảo cười. Dạ, em tên là Thanh, em đến từ Gia Lai. Hôm nay em cảm thấy rất vui với lại gặp được anh Trấn Thành với lại Trường Giang, nhất là anh Ngô Kiến Huy. Hồi nãy lên sân khấu cảm thấy nó rung quá, kịch bản thì quên hết. Nhưng mà lên được đây thì em cũng vui lắm rồi. Em xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn công ty Điền Quân đã tạo dựng trò chơi này để tất cả mọi người cùng có cơ hội tham gia. Em xin cảm ơn. Tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc tại thách thức danh hài mùa năm được phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần, từ ngày 17 tháng 10 năm 2018 trên kênh HTV7.